Thời điểm SEA Games 21 năm 2001 cũng là kỳ đại hội đầu tiên nội dung bóng đá nam được dành cho lứa tuổi U23, sau này chuyển thành U22. Trước đó, nội dung này dành cho các đội tuyển quốc gia. Trải qua 11 trận đấu gia quân từ năm 2001 đến nay, các đội bóng đá nam Việt Nam chưa hề thua. Chúng ta trải qua 11 trận gia quân từ thời điểm đó, thắng đến 9 trận, hòa 2 trận, ghi được tổng cộng 41 bàn thắng, chỉ thùng lưới 6 bàn. Điều đáng chú ý, ở các trận gia quân của mình thuộc nội dung bóng đá nam SEA Games, các đại diện bóng đá Việt Nam chưa trận nào để thủng lưới quá một bàn. Trong 9 trận thắng của đội bóng đá Nam Việt Nam ở ngày giao quân tại SEA Games từ năm 2001, trận thắng đậm nhất là vượt qua Brunei 7-0 năm 2013, còn trận thắng có cách biệt thấp nhất là trận thắng Singapore 2-1 vào năm 2005. Điều đáng chú ý khác nằm ở chỗ từ khi nội dung bóng đá Nam tại SEA Games được dành cho lứa tuổi 23 hay 22, các đại diện của bóng đá Việt Nam chưa gặp lại đội Lào ở các trận gia quân, tính cho đến trước thời kỳ SEA Games năm nay. Lần gần nhất và duy nhất chúng ta gặp Lào khi mở màn các trận đấu của mình tại Đông Nam Á vận hội là vào năm 1999. Khi đó, bóng đá nam vẫn còn dành cho các đội tuyển quốc gia, thế hệ của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh thắng đậm đội Lào đến 9-0. Tính riêng từ năm 2013 đến nay, tròn 10 năm đội bóng đá nam Việt Nam chưa để thủng lưới ở các trận gia quân SEA Games. Ở trận đấu sắp diễn ra với U22 Lào, khả năng U22 Việt Nam không để thủng lưới cũng rất cao. Cho dù chúng ta có thể không thắng đậm trận này, Trận đấu gia quân SEA Games 32 của U22 Việt Nam gặp U22 Lào sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay, 30 tháng 4, trên sân Visakha hay còn gọi là sân Prince tại Phnom Penh, Campuchia.